rồi hổm dài đó bão lụt gì rồi giặc giã chiến tranh ngoài kia, còn đây bão vừa rồi là sơ sát hết trơn. Đây đó là nó đã rõ ràng. Bây giờ ở bên An Giang thì bị lúa thóc cắt không được thì về tới nguồn cấm, chịu về thấy là lên trển bây giờ cũng sơ sát hết trơn, đá lăn nè, rồi đất lở nè, nước nó ngập lên nè, rồi hỏi gì mày thấy không? Bây giờ đây tôi chứng minh gì ở Kiên Giang đây dưới này tính không có nước, mà giờ tôi ngồi ở đây giống như là tôi phát nước vào coi nè, nè 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 không phát nước nè. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Lễ kính Đức Thầy và kính thưa quý ông bà, cô bác và anh chị em hiện diện và kính thưa đồng đạo xa gần kính mến. Cho nó kịp với cái thời gian là sắp tới đây. Đây cũng còn trắng mấy năm. Hôm nay khắp trong các nước ngày hôm nay thay nằm bằng non cho nước ngoài chết trước rồi đó. Cho mấy ông thấy có không? Có thì về Việt Nam nó có nào đó. Thì chỉ tu thầy cái gì dũng ý thôi mà, chỉ cho mình trước rồi rồi cái trở về chỉ về là nó không có nó qua liền đây nè, chỗ này nè thì chết thấy không. Nó đời cùng rồi, ông nói đời cùng còn chẳng mấy năm, khắp trong các nước thay nằm bằng nó, cha thì chẳng thấy mặt con, vợ thì chồng chẳng được con tại gia, rồi nó dương trần chứ không nói tới nay đó, không nói nước nào kẻ khóc người la, nó thấy rõ ràng không? Nó giờ bắt đầu lên cơ, bây giờ ở Trung Quốc có khóc không? Bây giờ mưa bão nước nó rủ vô nhà cửa vậy đó. Ở đàn kêu vợ, đàn kêu ba ơi, má ơi, gì ai thấy ai? Du lịch thì nó lên đọt cây hết đó, nước nó chả còn gì không? Tiêu tàn hết đó. Rồi bây giờ qua tới Ấn Độ. Ấn Độ thì bây giờ đó là cái bệnh gì? Cái bệnh gì bây giờ mắc đỏ nè. Đài báo tin nó là không có phúc tiện. Còn gì không? Mà Đức Thầy nói trước rồi, tới đây rồi là lớp đau chết kể tôi là vô số rồi, mà đau nhiều chứng dị kỳ khó kể, có thấy không? Bà con nào có ai kể được đâu, lên đài kể cái bệnh này có quý vị. Ở đây không có nước nào nha, là Ấn Độ là Mỹ Úc Âu, ai ông nào đâu biết cái bệnh sao đó, mấy ông lên đài mấy ông thơ bút được, mấy ông nói lên cho Việt Nam học được coi. Chứ ở đây đó là Đức Thầy nói là sau này đó là lớp đau chết đó là kể từ vô số rồi đó, là qua cái năm 2000 cái năm tí rồi đó, thì như vậy là Covid-19 đó, đó có ai đếm được không? Vô số rồi. Rồi tới bây giờ tới cái vụ này nó là đau cái là nhiều chứng trị kỳ khó kể, để có ông kỹ sư nào đó hay đó lên đài kể ra cho kiếm thuốc rồi. Như thì bây giờ đây là ông Phật biết tới đây rồi là loài người tàn bạo nó gây nên rồi là cái nạn nó khổ. Anh em đồng đạo cũng bàn nó thì qua đi dấp lớn dấp nhỏ không biết, mà bàn đó giờ trên đà trật lắc cái trần rồi, mấy anh em cũng nói tháng này tháng nọ tới nhưng mà nó chưa có tới, làm cho anh em người ta chấn động được. Có khi có anh em nói không có rồi người ta bỏ, người ta không có tu, thì cái này hết sức là tiếc uổng cho những anh em hiểu lầm. Vậy thì hôm nay nó trong giáp này đó quả quyết là gì, hôm nay Đức Thầy đã dạy đạo qua đi thời gian nó giống như là 80 năm cộng với cái tuổi đời của Đức Thầy thì cộng như là 100 năm là nó đã hết cái chu kỳ của Ngài. Cho nên Ngài có câu là ta dừng tay chờ đợi lệnh thiên, nghĩa là Đức Ngọc Đế mới xử phân cho chúng. Vậy thì Ngọc Hoàng muốn xử như thế nào đó thì mấy ông xem kỹ và nghe kỹ ở lời dòng của Đức Thầy đã ông chi tiết đây, rồi hay Dũng chia sẻ cho bà con nghe đây. Đó, vậy thì hôm nay đó ông chỉ rằng là ta dừng tay cái nghĩa là chờ đợi lệnh thiên. Thiên là trời, ông trời ông xác định, nhưng mà ông muốn xác định ông xử phân gì đó thì ông hội công đồng, ông mới xem xét hẳn hòi, mới sai chư tướng xuống răng trần thế. Đó, ông răng là răng như thế nào đó thì quý vị biết là vào cái năm Tý nha, là vừa rồi đó thì quý vị biết đó thì cái đêm 30 đó ăn Tết chuẩn bị rồi, nhưng mà cái đêm đó đó là lại là mưa đá rồi gió lốc xét nha, làm cho nha, là nhà cửa gì sập hay ta ngày trại nha. Rồi bà con ta ăn Tết không yên là cũng có câu nói cái đó là rõ ràng là ách trời nắng nước thình lình sập nhà sập cửa rồi mình ở đâu. Mấy ông bà con thấy rõ ràng
Đó, thì cái này đó là Đức Thầy nó diệt sẽ đến, nghĩa là đây truyền sự thật, diệt biến chuyển thiên cơ rất gấp, máy thiên cơ một phút mỗi thời, thì nẻo thành chi như thể tên bay từ đường dinh nhục rủi mai, chỉ có lát à, nếu bà con thấy không? Bây giờ là mình đã chuẩn bị nha, đồ đạc là đêm 30 nên giáo thừa, rồi ăn Tết sáng ngày nhậu nhạc chơi là thì nó có vậy thôi từ xưa tới giờ. Nhưng mà lại là có một cái cơn lốc tới, có cơn mưa đá tới, thổi rất mạnh lốc xoáy nhà cửa gì sập sạch đó người ta. Nhưng nghe là hôm nay tảng sáng lại là đóng cửa khẩu lại luôn. Nó rồi mới báo tin ở bên Trung Quốc bệnh dịch, nó tấn công thì không có tròn cho nghe là qua lại nữa hết. Đó vậy thì bây giờ đó là Việt Nam mình bên đây đó là mà ăn được. Bây giờ học sinh đó là nghỉ học, bán số cũng nghỉ luôn, rồi nghe là tới công ty rồi có khi cũng đóng cửa, rồi về tới nhà của mình đây cũng vẫn đóng cửa luôn. Thì bà con thấy con qua đi thời gian trong năm tí thì khủng khiếp không? Đó vậy thì bây giờ đó hôm nay đó ông sư giải cũng nói là giáp tí thì cơ cuộc chưa có rồi, em thấy có rậu gì không? Bước qua sổ cái khổ thôi nhiều bề đó, nhắc lại cho bà con nghe để nắm bắt, để nhớ lại những gì mà Đức Thầy đã giới thiệu, thì hôm nay chúng ta xem kỹ để mà tu. Cho nên cũng câu giảng Đức Thầy nó ước mong đời xét kỹ đặng tu hành, mà bà con xét không kỹ rồi đó là hết sức là khổ. Bà con bây giờ đau rồi gì hết bệnh rồi, rồi cũng không lo tu, cứ lo đi làm ăn nữa, mà làm ăn thì cũng không có đất cái gì. Nói đây thì tôi nói cho bà con nghe, ở đây tôi nói trong dòng họ tôi đây trước đi, con cháu nó mà ăn ở bên nước Ukraine đó, nó về Việt Nam, về Việt Nam vào cái năm Sửu, rồi sang qua cái năm Dần nó là ăn Tết, thì tôi thấy nó có tiền tỷ đó, tôi lại tôi mới rủ đó, thôi mua đất rồi trong này đi, ở đâu cũng được, Châu Phú cũng được, Châu Thành cũng được, Cần Đăng cũng được, ở đâu cũng được, hay vô 8.000 rồi mua cái căn nhà cất, mới về cho tao đó, tao làm như ông từ đó, rồi mới bay sau này có về đó, cũng có chỗ có nơi ở. Nó nói thôi ông ơi, nói tới ông gì mất công, để tôi đi mần 2 năm nữa đi rồi cái tôi về đó là tôi sắm xe cộ đồ luôn, nhà cửa đã không, ai về đâu đó là nó không có nghe. Rồi tôi mình mới nói là bệnh dịch nó tới, nó nói bệnh gì qua bệnh thuốc men người ta uống rồi nó hết bệnh, thấy không, rồi đi. Vậy thì bây giờ nó vào cái năm Sửu bà con biết đó, nghĩa là lốc, thấy không, rồi bão lục, thấy không, nó là lục trong lốc nè, rồi bão trong bão nè, ở miền Trung. Thì bà con thấy rõ ràng không, ở đây là mình chứng minh thực tế là cái ông tư lệnh đó, nghĩa là quân khu 4 đó, ông phải bị dẫn một số binh lính đi tiếp diện là bà con, nhưng cũng phải bị tai nạn là đá là nó lăn nè, đất chài nè, đó thấy không, đè đó, thì quý vị thấy chết mất tiêu. Thì quý vị thấy cái nạn tai thì ghê gớm chưa, giống như là cái câu mà tai nạn là dồn dập đó, chứ lũ trong lũ rồi lũ trong lũ, báo trong báo nó rồi còn cái gì, thấy không. Nên như thì vào cái năm Sửu, mà bây giờ là hôm nay nó qua tới cái năm Dần, thì bây giờ đó là Sửu Dần này đó là đa bệnh lại còn đa binh, nào là binh trời loạn động, nào yên nghe là dân tình đó. Thì bây giờ ông sai chư tướng xuống răng trần thế, thì ông nói là lớp đau chết kể thôi vô số đó, thì bây giờ phải trị bệnh con nước á, thì cái này Đức Thầy nói không đúng mà cái trận năm tí bà con thấy nhìn kỹ coi nghe, là tất cả trong ngôi địa cầu hình như nước nào bây giờ là cũng phải đeo khẩu trang, hợp hậu gì đó mấy ông bự đó, tổng thống gì đó cũng phải đeo khẩu trang, rồi nước nào cũng báo tin lên, giờ nó quá chết. Cho nên Đức Thầy nói lớp đau chết kể thôi vô số đó, thì bây giờ anh em bà con mình đâu lấy sổ ra đếm rồi có đếm được không? Là Đức Thầy mình làm nó vậy đó, có không? Nó điều cái gì thấy vào cái năm tí thì thấy Sửu, vậy thì năm Sửu là lúc bảo rồi thì chết rồi, thì qua tới cái năm Dần là tôi gặp mấy đứa cháu tôi đó, rồi tôi nó bàn gì không được, nên là nó ôm gói nó xách cái xách qua ly rồi nó ăn Tết rồi nó đi qua bển nữa, nó làm ăn nó nói ông giặt giả gì đâu mà có, ông nói gì chứ ông tù ông nói ăn hơi thì ông muốn xin tiền mình đó, thấy chưa? Vậy đó đi qua bển rồi là 5 giờ
nghĩa là sáng rồi đó là vào cái năm năm dần đó, rồi tổng thống Campuchia là phát lệnh pháo tên lửa liền qua ngay cơ sở của nó, rồi thành phố gì nó cháy, rồi giặc giả quýnh ù ù tới, rồi là bắt đầu nó xách chỗ sách nó chạy tới đàn không, nó chạy về là qua cái nước gì đó, rồi nó mới yêu cầu là tàu đại sứ của Việt Nam qua rước đó là đi về đó, thấy không, nó rồi rước về đó là kẻ thì được, người thì không, người thì ở bến gì nó khổ đó. Cho nên hôm nay đó là ông suy giải, ông kết luận với mình đây đây, ông nói là giáp tí cơ cuộc chưa có rồi, rồi bước qua ất sủ khổ thôi nhiều bề, nên làm cho nhiều việc tiêu điều muôn ngàn thiên hạ chính chiều thôn vôn, kẻ thời kiếm mẹ kiếm con, ông nói ruộng trâu đã hết chẳng còn muốn chi, thì cửa nhà tan nát vậy thì đất bằng sấm dậy còn gì, trời ơi quý vị thấy coi, là ông kêu là thấy khổ nạn của chúng sanh là ông kêu trời đó, nó quý vị thấy coi, rồi thì nghĩa là từ năm Tý, năm Sửu, năm Dần, rồi năm nay bây giờ thì quý vị thấy là bước qua năm Mạng, mà ông nói là Sửu Dần đa bệnh lại còn đa binh, thì Bính Dần mới Đinh Mão ngẩn ngơ đến cơn bát loạn là chạy quê với dàn, mà quý vị thấy ở bên đó có đạo hòa hảo nào đâu mà với dàn đâu có bắn rồi chạy tán lạc, rồi có ai đây gần cái Việt Nam rồi gần đạo hòa hảo thì mới có với dàn, mình ở trong này chạy về tu đó, đi chùa đó, Phật thầy rồi đó thì mới có giấy vàng mà thỉnh về mà uống mà tu, chứ còn bằng không là ở đâu không có đạo đó, không là không bao giờ có giấy vàng. Chứ nên nhớ cái này ha. Vậy thì bây giờ quý vị thấy coi, nghĩa là năm Dần nhiều chỗ bơ vơ, thì bước qua năm Mão là như tơ đó cùng ở trong, quý vị thấy coi. Rồi hổm gài đó bão lục gì rồi giặc giả chiến tranh ngoài kia, còn ở đây bão vừa rồi là sơ sát hết trơn. Đây đó là nó đã rõ ràng. Bây giờ ở bên An Giang thì bị lúa thóc cắt không được, thì về tới nuôi ông cấm, thì bây giờ thấy là lên trển bây giờ cũng sơ sát hết trơn, đá lăn nè, rồi đất lở nè, nước nó ngập lên nè, rồi hỏi gì mày thấy không. Bây giờ đây tôi chứng minh gì, ở Kiên Giang đây dưới này tính không có nước, mà giờ tôi ngồi ở đây giống như là tôi phát nước bà coi nè, nè 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 không phát nước nè, nó bà con thấy không, nó còn gì nữa mà không tu. Mà hôm nay nó hay Dũng mỗi một lần mà lên thơ bút này kia nọ, nó là rủ nếu ai xa cơ thất thế ra về Kiên Giang tu, thì ở đây anh em ta vận động ta lo cho nhà cửa gạo thóc đồ ăn là mà tu. Thì quý vị thấy cái bây giờ về Kiên Giang là trạm cơm bếp cơm không đồng thôi, nó mọc lên tùm lum hết trơn đó quý vị. Bà con nghe cái clip này thì xa cơ thất thế thì trở về Kiên Giang à, nó rồi bây giờ là lo mà tu cho nó kịp với cái thời gian sắp là tới đây. Tại vì ông ba nói chớ đem lòng đó đói lo no bền lòng niệm Phật thì Phật lo cho mình. Nào quý vị thấy không? Chứ còn nếu mình lo đó, nó như mấy đứa cháu mấy đứa là bà con với tôi nó đi qua ngoài Umana giờ còn gì không? Hay tăng là còn gì nữa đâu? À, cho nên là Đức Thầy nó nói trước rồi, nó chỉ rồi, nó mắt nhìn ngoại quốc thập thiên. Quý vị bắt vô tiếng nên mà ông nói năm 1939 đó, ai cũng nói ổng khùng, ổng điên, bệnh như nói đâu mà có. Thấy không? Mà bây giờ ông Phật biết trước. Bây giờ có là màn ảnh TV rồi đó là thôi điện làm đầy đủ khoa học nó tới rồi. Mà ông nói là mắt nhìn ngoại quốc tham thê, Nam Bang cảnh khổ. Nó cũng kề bên tay, cái nghĩa là người ta rồi đó là tới mình. Nó bà con thấy không? Bây giờ động đất ở là Thổ Nhĩ Kỳ đó chết mấy chục ngàn người, phải không? Rồi bây giờ tới ở Libya, bà con thấy bây giờ thôi, nói về nhân dân là mình ở đây sống như cảnh tiên vậy đó, cơm lúa gạo đầy đủ này kia nó trơn, cỡ bệnh bây giờ phải khổ nạn bỏ nhà bỏ cửa đi, không cơm không gạo không chiếu không chăn thôi quá sát rồi. Cho nên Đức Thầy mới nói là khắp thế giới cửa nhà tan nát, cùng xóm làng nó thưa thớt bệnh hiu, bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu nay tận diệt, nghĩa là lấp đời trở lại. Rồi khắp lê thứ mới biến di thương hải, dùng phép màu lập lại thượng quân, ông nói diệt thiên cơ khùng đã tỏ hai trơn rồi đó, thấy không? Bà con thấy tỏ là sáng sáng là thấy mới nói chứ ai đâu trên này ai biết thiên cơ sao đâu nói nghe, thấy không? Thì bây giờ bà con mình thấy nó rõ ràng hết trơn, bắt đài lên nó thấy trời ơi thôi quá sáu rồi, Ấn Độ giờ quá khổ rồi, bắt lên nó là trời ở Philippines bây giờ cũng quá khổ rồi, phải không? Vậy thì bây giờ đó là mình ở đây mình thấy hết trơn là mình có Đức Thầy, mà Đức Thầy mình đã nói trước, thấy không? Mà nó có sao thì bây giờ ở trong Tý Sửu Dần mẹ đã có rồi,
Còn mấy tháng nữa đây nó đã hết trong cái chu kỳ này là 4 năm rồi đó. Nhưng bà con sau khi mà nghe được cái clip này, bà con ráng tu sao cho kịp thời gian rằng có cái vé rằng mà bà con vô vào cái năm thành. Nó ăn với cái chỗ là trạng trình truyền sống cái mấy lời là năm rồng, rắn, ngựa, dê, đa theo. Chúng sanh thế giới chuyển mình nữa bà con ơi. Ê hề thấy phơi trăng trà. Vậy thì bây giờ đó là cái này hết sức là nguy hiểm. Thấy không? Bây giờ ê thấy phơi trăng trà. Cho nên từ cái chỗ đó là chết, cái chuyện chết này là như thế nào. Nhưng mà Đức Thầy cũng chưa biết trước nữa. Đó, đây là cái loài người tàn bạo nó gây nên. Cho nên ông cho biết trước là trục kia nó chọi với đồng minh. Thì hai sông khô cạn, nhật tinh rạng ngời thì ngọn thủy triều. Nô nước sụp sôi thì bầu trái đất. Một phen luân chuyển, đó thấy không? Đó là hôm nay đó, Đức Thầy nói sông là sông lớn chứ đâu phải tầm thường. Sông là cái Ấn Độ Dương, rồi cái Thái Bình Dương ấy, nó khô cạn, nó sôi sụp ở trên rồi còn cái gì. Đó, cho nên từ cái chỗ đó đó, ông cho biết đó là sụp cù lao hoặc là nứt núi hay là nổ núi. Mà Đức Thầy cũng chưa biết trước. Đó, một cù lao sụp trước làm đầu, Mã Long ứng ngữ ra hầu quan thiên, nghĩa là quan trời xuống đi giữ người hiền lại. Cho nên ông ba cũng có câu, em nếu để chừng sấm nổ gian thinh rồi thì em ba tánh ăn ra nó muộn. Rồi bên đây là ông nó dở sơn tô là thấy muôn nhà, tiện ngọn cả dầu trống lỏng cửa trời, người hung khó tới, đổi dời hiền lương. Đó, thấy không? Thì bà con bây giờ chỉ có cách là nghe lời Đức Thầy, tu là mấy ông hiền rồi chứ không còn cách nào nữa đâu. Chứ nào giờ lo chạy theo cái vật chất, rồi làm ăn của cải có trong mình tỷ này tỷ nọ, không cứ tính tiền tỷ mà không nó tính cúng lại niệm bạc vậy đó các bạn, nghe không? Rồi không ai tính đi chùa vậy đó các bạn, rồi giữ tiền không được, rồi giờ phải trắng tay. Nó cho nên Đức Thầy nó khổ dữ thảm, ngày nay có mấy sợ mai sau dầm thấy mấy bay hồn, từ từ trừ tòa giang còn thiện chỉ toàn cảnh sông máu núi xương ta thiết. Coi chừng tới đây rồi đó, khi nó xảy chuyện rồi đó nghe, tới cái năm thành đây coi chừng bên kia nó qua liền năm nước chặt đàn qua lộ văn giáo máu tràn thành sông thôi, chứ đâu phải nói cái chuyện là đơn giản nha. Đó là người ta ngoài kia kìa, rồi là tới mình. Thì bà con chứng minh coi năm mới năm nay nó ở Nga đó, nó quýnh nước Umana đó tốn biết bao nhiêu là chi phí tiền bạc, rồi người ta lại chết nữa. Thì quý vị thấy đây là loài người tàn bạo là nó gây nên không? Thì người ta Đức Thầy mình đã cảnh tỉnh, Đức Thầy mình đã biết trước hết trơn, nói trước hết trơn rồi đó. Thì ra như vậy thì Đức Thầy giới thiệu đây đó là trong 4 năm này nó đã có, thì 4 năm giữa này nó sẽ có nữa. Bởi vì trang trình đó, nó truyền sống có mấy lời nữa. Nó là năm rồng rắn người về chúng sanh thế giới, ê hề nghĩa là thay phơi trang trình. Vậy thì nghĩa là Đức Thầy chi tiết từ cái giai đoạn, ông nói đó là mèo kêu, ba tánh lao sao đến chừng rồng rắn đây cũng chỉ nghe chỗ này nữa. Thì máu đào chỉnh ghê, là giặc giả nó quýnh chứ gì nữa. Thấy không? Thì nó là bây giờ mấy ông bắt cho tiếng coi phải Nga, bây giờ nó quýnh với là Umana năm ngoái năm nay, vì thấy cái máu đào nó đổ biết nhiêu. Nhưng nó chết vậy chứ nó không bằng là giặc trời. Tức đây đã nói trước là giặc trời mà loạn động rồi đó, nào yên dân tình. Thì quý vị thấy ông động đánh cái chết mấy chục ngàn, mấy ông khỏi chôn. Là ở là Thổ Nhĩ Kỳ đó, thấy không? Nó bây giờ là nhà cửa gì sụp ở dưới rồi nó moi móc lên được nhiêu. Thì là báo tin báo cáo chứ mất tiêu hồn tiêu xác mất trận. Cho nên trận này đó là cái trận là dữ dội. Thành ra Đức Thầy kêu gọi mình để tu không. Rồi bây giờ hai Dũng đây cũng vậy, nói cũng rủ bà con tu. Qua cái chỗ mà Đức Thầy nói là tu cầu, nó cho yên nước lợi nhà của quyền thất tổ diêm lo thoát hình. Là vì mình lo theo vật chất không rồi mình mất đi cái gốc đạo, mất đi cái chữ tu của mình, rồi mình không có cúng không có cầu hết trơn. Mà Đức Thầy hôm nay cầu cho già trẻ gái trai rủ nhau niệm Phật liên đài ác lên đó, thấy không? Bây giờ chỉ còn cách là niệm Phật cho nó kịp với cái thời gian là sắp tới đây. Chứ bây giờ như mình ngồi như thế này, bà con đi bằng xa đó, cái hôm mình Covid rồi làm sao mình về nhà được? Thì như vậy là nhà nước hay là công an ta mời mình lại đi khám hơi rồi thiêu mình luôn. Chỉ còn cái thố gì không? Còn gì không? Thấy không? Là còn nó là tốt. Cho nên nó là Đức Thầy nó đợi cùng biểu mình phải tu cho nó gấp mấy kịp thì nó mình trở Việt Nam coi đặng xem bó ngọc ly kỳ năm non Phật thương bốn đạo như con, muốn cho bốn đạo lòng xuân ghi lại mà bây giờ không có chịu ghi lại đó. Lời của ông Phật chứ bộ lời của ông Phạm sao? Lời đây là Đức Thầy nói ra là có, nó là sắc lệnh không, nó là ta thừa dương sắc lệnh Thế Tôn khắp hạ giới truyền khai đạo pháp, nó là miệng nhích môi đầy văn tao nhã thì hạ bút thần, nó là thơ
để đề khai. Ngài khai kinh, ngài rút trong các lực các kinh lòng ngộ rồi chẳng đợi nhiều kinh, thì giảng kinh đọc tụng chiều mai làm theo lời chỉ ngài rời gặp ta. Nó thì giờ ngài dạy giờ không môn niệm Phật đó làm được giác à, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật vậy đó. Chứ mấy ông thấy niệm Phật có gì khó không, mấy ông bà con thấy khó không, nghe không? Vậy thì bây giờ ráng lúc này đó, còn nếu ai vẫn nó nhận cái chân lý là phải lập cái bàn thờ lên là cúng là lại, nghe không? Đó, rồi cái là niệm Phật nó vậy thì có cái từ bi rồi Phật độ liền, giống như mua cái vé đang chừng nữa nó cấm nổ vô cỡ, nó như ông ba giới thiệu là chắc ăn nó dỡ xe tô rồi là thấy mua nhà liền. Ngọn cái dầu là trống lỏng cửa trời người không khó tới rồi đó, nên là đấu giờ hiền lương vô có nhà cửa, còn không ở ngoài là bị nạn à. Nạn gì? Nạn là đến chừng đó là bốn phương là có giặc, nên là khắp hoàn cầu này thiết thiết ta ta dậy sớm mau kiếm chữ ma ha thì Phật cứu khỏi nơi khó lỡ đó. Bà con thấy không, khỏi nơi khó lỡ gì đang là nó phải không, nó là nhẹ nhàng mình đó. Rồi bây giờ còn nếu ở ngoài là chịu nạn này là giặc giả chạy là đói không à, chạy chứ có ai nấu nướng ăn phải không, là không có tu giống như không có cái vé ai cho vô. Thì cũng như bây giờ tù xưa kia sắp đặt đã lâu phải chuyển xe, trái đất một bầu đang lừa lọc con tiền cháu Phật, mà tối ngày mình không chịu mua cái vé tù sao có cửa vô, hay là mình lại mình không mua vé sao vô coi hát được. Nó cái ý Đức Thầy nói dụng ý là vậy đó, thì cái nạn là giặc giả nó tới rồi. Bây giờ nó mình thấy coi Đức Thầy giới thiệu vậy đó, coi có hay không này, tới đây bây giờ nãy mèo kêu rồi nghe không, mèo kêu là bá tính lao sao à, đến chừng rồng rắn máu đầu chính ghê đây là giặc giả nó có máu đạo chứ đừng không, mình như vậy làm gì mà có đúng á, thấy không? Nó rồi nghe là mèo đã hết thì rồng bay dơ dẫn đây là khắp hoàn cầu nghịch lấn cùng nhau, nghịch là nghịch mấy quýt thì ông khẳng định là cái chỗ là mèo luôn. Rồng tới bay dơ dẫn nó thế giới chiến tranh nổ khắp bùng, mà không biết giờ đứa con nít nó cũng biết, nó bắt lên là nó biết rồi đó, nó coi quá xa rồi, quá xa hoài nó nói vậy không, tinh lửa cái đạn nào cái đạn đấy nó kéo nó trưng bày nước nào cũng vậy hết đấy. Thấy không, thì nó bấm xuyên lục địa một cái là cái trái đất này tự nhiên nó sâu sụp hết đó, cho nên mới là mấy sụp cù lao núi ông cắn này nổ, nếu để chừng sấm nổ gian thinh rồi đó là e ba tánh ăn năn nó muộn này, cho này đâu phải nó còn sung sướng gì mà sao mới được. Thành ra bây giờ mình biết đạo đó là mình phải là nghe lời Đức Thầy lo tu hiền là mình hứa liền. Chứ bây giờ ra đường đời bây giờ nó thấy rõ ràng không, bây giờ đi nhậu hơi rồi quậy quạng này kia nọ rồi bị lính bắt, nhậu hơi rồi là đi mua gà đá cũng bị lính bắt, nhậu hơi rồi đi cá độ đá banh hết nhà hết cửa trời còn gì nữa, phải không? Nó rồi là ăn chơi thì cái này Đức Thầy cấm mình, đưa giới lực cho mình đó là trong 8 điều đang cấm đó. Bây giờ cái điều thứ nhất là ta chứ rượu cờ bạc á thiện chơi bời trên đàn điếm mới dưới chỗ tròn lưng lý tam cường là chúng ta có giá ta vô cỡ, còn nếu chúng ta không giữ giới lực là chuyện này ở ngoài phải bị phạt chứ không nói nữa đó. Hồi nãy là phạt cái trận gì, cái trận là giặc giả chiến tranh, thì bây giờ mấy ông thấy bắt đài lên là Trung Quốc đó lâm le mình rồi đó, mà nó không có dám quấn mình, nó bắt dò dưới là Campuchia nè, rồi nó bắt dò với Thái Lan Biến Điện rồi bánh nó qua tới năm nước lận. Cho nên Đức Thầy có câu nó qua liền năm nước chặt đàn, qua lộ văn giáo máu tàn tình trong. Thì bây giờ là ai muốn biết nó qua hay không thì tôi đọc luôn hai cái câu giảng của Đức Thầy đó rồi vậy là chi tiết ra là vậy biết rồi. Mai sau này nhiều cuộc đất cài đua nhau mà chạy, lầu đài cũng xa, mà bây giờ hả đất cài sao chạy, thấy không? Cài thì cho chết cõi lúa ai giờ không phải. Đất là gì? Thổ. Thổ là gì? Miếng. Nó qua nó rớt mình chạy không? Chạy, nó chạy mấy lần chẳng mấy chút chạy không phải nữa, chém nó bắn mình nó là lên dẫn coi là còn cái gì tích đó. Thì bây giờ tới đây nè, tới đây là nguy hiểm nè. Bây giờ ông nói là cảnh trời mây mịt dẻ lăng quăng 14 tháng 10 lại phước trăng, xem chừng địa lý quá xung trăng. Bây giờ địa lý sao xung trăng? Thấy không? Đức Thầy mình nói trước dụng ý. Bây giờ cái chữ địa cũng đất nè, đất thổ. Thổ bây giờ là gì? Miên. Miên giờ là gì mà nó xung trăng? Bây giờ Trung Quốc bơm tiền cho nó nhậu bản á, là nó chuẩn bị nó qua nó đòi đất lại, nó nói quýnh Việt Nam, quýnh Việt Nam mà nó vừa hát vừa ca bánh giấy trời, là thầy mình biết trước là bao nhiêu năm rồi đó, mà giờ tri ra nghe rõ ràng vậy, vì đất của anh là đây là tới Sài Gòn nó đòi lại, thấy không? Cho nên là cảnh trời mây mịt dẻ lăng quăng 14 tháng 10
lại Phước Trăng xem chừng, không biết mình xem chừng ăn địa lý, nó nói vậy mà ông học sao biết, quá sung sân. Chứ không lẽ giờ mấy ông thủ mà không chạy, ai cũng xúm rồi mà ăn nó ở trên Ba Chúc đó, ai cũng tiếc của nó rượt hơn chú chạy, chạy vô chùa xong nó dứt dây tại phải cái chết bây giờ đó, ông thấy lên sào đầu thấy ghê chưa. Ở đây đó là thầy nói nghĩa bóng và mẹo rồi mình phải chi tiết ra, giờ chỉ còn cách là chúng ta tu nữa mà thôi. Bây giờ nếu mong không tu tôi đố gì mà ông làm lợi phải không? Nó bây giờ tới máy bay người ta chế đi xịt lũ, thấy không? Bây giờ tên lửa là người ta bấm là nó bay tới mấy chục ngàn cây số, rồi người ta chế máy bay là không người lái, rồi bây giờ mấy ông làm gì lại nè? Là phải trừ cách nghe lời Đức Thầy lo tu, có sắc lệnh mấy ông tu sao đó là trở về nội tâm, tâm bình tĩnh, được thì phát huệ đạo theo hơn không? Nếu mấy ông đồng ý câu này là ráng mà lo tu, nó cho nó kịp với cái thời gian là sắp tới đây. Đời cùng rồi còn chắn mấy năm. Ông nói khắp trong các nước nghe, ông nói thay nằm bằng non cho nước ngoài chết trước rồi đó. Cho mấy ông thấy có không? Có thì về Việt Nam nó có nào đó. Thì chỉ tu thầy cái gì dũng ý thôi mà, chỉ cho mình trước rồi rồi cái trở về, chỉ về là nó không có, nó qua liền đây nè, chỗ này nè thì chết, thấy không? Đời cùng rồi, ông nói đời cùng còn chẳng mấy năm, khắp trong các nước thay nằm bằng nó, cha thì chẳng thấy mặt con, vợ thì chồng chẳng được con, tại gia rồi nó dương trần chứ không nói tới nay đó, không nói nước nào, kẻ khóc người la, nó thấy rõ ràng không? Nó giờ bắt đài lên cơ, bây giờ ở Trung Quốc có khóc không? Bây giờ mưa bão nước nó rủ vô nhà cửa vậy đó, ở đàn kêu vợ, đàn kêu ba ơi má gì ai thấy ai? Du lịch thì nó lên đọt cây hết đó, nước nó chảy còn gì không? Tiêu tàn hết đó. Rồi bây giờ qua tới Ấn Độ, Ấn Độ thì bây giờ đó là cái bệnh gì? Cái bệnh gì bây giờ mắc đỏ nè. Đài báo tin nó là không có phúc tiện, còn gì không? Mà Đức Thầy nói trước rồi, tới đây rồi là lớp đau chết kể tôi là vô số rồi, mà đau nhiều chứng dị kỳ khó kể, nói thấy không? Bà con nào có ai kể được đâu, lên đài kể cái bệnh này có quý vị. Ở đây không nước nào nha, là Ấn Độ, là Mỹ, Úc, Âu, ai ông nào đâu biết cái bệnh sao đó. Mấy ông lên đài, mấy ông thơ bút được rồi, mấy ông nói lên đâu Việt Nam học được rồi. Chứ ở đây đó là Đức Thầy nói là sau này đó là lớp đau chết đó, là kể từ vô số rồi đó, là qua cái năm 2000, cái năm tí rồi đó. Thì như vậy là Covid-19 đó, đó có ai đếm được không? Vô số rồi. Rồi tới bây giờ tới cái vụ này nó là đau là nhiều chứng chỉ kỳ khó kể, để có ông kỹ sư nào đó hay đó lên đài kể ra cho kiến thuốc rồi. Như thì bây giờ đây là ông Phật biết tới đây rồi, là loài người tàn bạo nó gây nên rồi, là cái nạn nó khổ dữ dội sao dành cho chúng ta. Cái nạn hồi nãy rồi mình không có tu rồi vô cửa không có được, là ở ngoài phải chịu nạn khổ. Rồi tới cái nạn tới nữa là gì? Thú dữ nó lộng hành. Nó bây giờ là ở đây lớp chạy rồi khắp bốn biển, chứ nó liên dây quảo đang là đông dữ lắm, cho nên mình cứ vô trong được là nhà là mà có nhà mình đỡ rồi. Thì Đức Thầy nó là nhà Phật con tiên, rất là sao hé miệng cười đó, thấy không? Giấc này mới tin Đức Thầy tu thấy đơn giản, mày giờ vô thôi ơi, có nhà có cửa áo đá, em mày dòm ra ngoài mấy người không tu là chịu nản bị phạt đó nữa. Nó là ông nói rắn to tên gọi mãng xà trên rừng nó xuống là nó tha dương trần đó, thì không nói tên ai phải không? Đã đi tới đó còn đeo vàng, tới đó còn mặt cũng rồi nữa thì chảy má, tưởng đâu ta đây đẹp lắm, như tưởng đâu tiền nhiều với nó ngay, như là vị kiều yếu nước rồi, nhưng mà giờ không phải, vì tới đây là trận này là bị trận tra quá, phải không? Bởi tôi nói vị tu thì sau này mấy con thú này nó không ăn đó, tu rồi đói phải không, rồi ốm phải không, nó thấy nó không ăn, mà mấy người mập mập trắng đeo vàng nhiều đó là như chán mắt nó vậy, rồi gặp là nó dứt liền, phải không? Cái tớp nó đang no rồi, cái tớp khác lắm. Cái tớp là hổ lang, ác thú muôn bày, lớp bay lớp chạy, sau này đa đoan ai mà ăn ở nghinh ngang, đoán đường nó bắt, nó sẽ toàn sắc hồn ở trên rồi còn cái gì không? Thấy không? Vậy thì bây giờ đó là trận này đó là tới thời kỳ là trận này là trận trả quá nè. Bây giờ Đức Thầy nó nói trước hết rồi. Bây giờ nhân nào là quá đấy, nghĩa là lực nhân quả thật là câu diễn, suốt cố kim chẳng lọt một ai. Cái thời kỳ trả quả ầm ĩ biết bao, đời xưa quả báo thì chày, đời nay quả báo, phải không? Là một giây nhãn tiền đó cho là mình thấy thật, phải không? Thấy rõ ràng hết đó, coi nữa
Hỏi chứ thấy đau chết vậy mà không tu, phải không? Vậy đó mà còn lo chống bán hoài này cái này vậy đó. Bây giờ cái người hôn người cứ mãi chống kình chứ ta đó. Chứ chống kình hoài vậy rồi nói không có, không có. Thì nó nói ngay rồi vòng vòng tôi cũng nhớ là con cháu tụi nó. Rồi mình nói có khi rồi là tức nha. Dạy chẳng đặng như Đức Thầy nói là lòng như lửa đốt vậy đó. Ờ thấy tiền vậy mà khi mình nó cho mình cũng được, mình giữ cho nó hay là cho mình mượn thì không đâu. Mình ôm đi rồi làm nó bắn đốn cháy mẹ nó còn tức rồi không? Thấy ổn không? Đây mà ôm vàng tiền qua u. Mà na mới cho tổng thống Nga nó bắn tên lửa vô cháy đó. Nó được khổ không? Cho nên như vậy thì bây giờ bà con của mình đi mà ăn ở phương xa ráng quý vị ơi. Không phải ở xa nhà mà tu không được. Em Đức Thầy dạy là rất rõ ràng cái niệm Phật là đi đứng nằm ngồi chẳng chấp. Tức là niệm Phật chẳng đời thời khắc. Ráng lo tu niệm năng thầy cứu cho. Bây giờ đi mần xứ nào cũng vậy là phải ráng lo mà niệm Phật. Rồi ráng tu đem được Phật vào trong tâm. Cái tâm cho chuyển cho mình cái tướng, mình làm hiền. Đằng sau này đó là Phật cứu, Phật độ cho mình đã vượt qua cái nạn này. Em bây giờ nó nãy giờ nói vòng vòng đó là dù cứu không được là ở ngoài phải chịu nạn. Rồi tới cái nạn chót này nữa là nạn gì? Cái nạn là ông suy giải xuống dạy mình đó. Em bấy lâu dạy chẳng nghe lời. Bấy lâu nha, bấy lâu là bây giờ hồi thờ Phật thầy Tây An. Nè, rồi dài 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 tới bốn sư rồi dài tới là Đức Thầy. Nè, mà bây giờ ông ba rồi mà dạy không nghe. Bấy lâu dạy chẳng nghe lời để cho ác thú ở trên trời xuống á. Để nhìn lửa cháy tứ dân hết trơn, trên non chính động. Binh chặn kéo ra, trời ơi thôi. Giác đó dương trần cái khóc người la thôi vậy trời đất rõ với Phật sao cứu kịp. Không tu gì trơn nhớ nó lo khóc la khóc nghe. Nhưng mà tới thời kỳ là trả quả rồi chứ không còn chạy được nào nữa. Thời kỳ này bây giờ đó bà con mình là ở phương xa đâu không biết, nhưng mà bây giờ mới nhận được cái chân lý trở về nội tâm để mà lo tu cho nó kịp với cái thời gian là sắp tới đây, chứ còn không còn nói là cái gì nữa. Chứ còn Đức Thầy mình là Phật, nó được ông giới thiệu đây rồi quý vị thấy đâu phải chuyện đơn giản. Năm nay là nội cái thấy là năm mẹo năm nay là thấy khó chịu rồi đó, mà không có vé đó là còn khó chịu nữa. Nó rõ ràng vô tới năm thịnh này là bắt đầu ở châu Âu châu Á vậy là thế giới nó bắt đầu nó nổ nó bị gì mèo luôn dòng tới là bây giờ dẫn thế giới chiến tranh chiến này là nổ cấp bụng đó. Thì mấy ông thấy nó nổ bằng cái gì bây giờ, đâu phải như hồi xưa ông bà mình nổ bằng đạn nhọn chỗ đâu không đã không có gì. Mà bây giờ là nó trưng bày nó bấm nút một cái là nó tiêu diệt cái đảo đó, đó. Nó bấm một cái là mấy chục ngàn cái số cái trưng bày trăng phải không, nó thiêu rụi cái quả địa cầu này là trong nó là chớp nhoáng nó giống như trong máy thi cơ đó. Mà Đức Thầy nó diệt xảy đến đây truyền sự thật diệt biến chuyển thiên cơ rất gấp, nghĩa là máy thiên cơ mỗi phút mỗi thai nẻo thành chi như thể tên bay đường dinh dục chỉ rủi mai là có lát một thôi, coi chừng vào cái năm thìn này phải diễn đơn giản. Mấy ông vậy thì bây giờ thình là tới tỵ, nha thình tới tỵ tới con rắn này còn dữ nữa, nó giật quấn quá rồi con rắn này nó núp dưới hang coi ngựa chạy, khỉ ngồi trên ngọn ngúa gà bay không chuyển qua nữa. Hôm nay đông tây trộn rộn, trời che sáng, ừ rồi nam bắc y hề đất trở thay rồi còn gì không, chết rồi trộn rộn rồi mình phải hiểu rõ rồi, có Đức Thầy nói cho mình đâu, thì bây giờ nó bấm hàng nhang hơi khói thôi. Làm hử cái hơi làm chết rồi, mới gọi là trộn rộn gì chứ có gì đó. Nó có như dịch tả, gà rồi nó chết rồi, trộn rộn gì đó. Nhưng mình đây còn đi kiếm thuốc đủ, phải không? Thì cạo gió đồ xong hơi rồi thì nó hết. Còn con như con thú không biết cái gì. Nó thì bây giờ nhưng mà tới đây đó mình chịu nạn nó giống như con thú vậy. Ông nói đông tây trộn rộn, trời che sát, nam bắc y hề, đất trở thay. Nó đây không? Nó vậy thì ông ba nhấn mạnh, ông nói tới đây rồi nhân vật 10 phần hao 7-8 rồi còn gì không. Nói thì bây giờ bà con làm sao các nơi nghe không, trong tỉnh ngoài tỉnh trong nước ngoài nước biết mà xem cái video này rồi cái clip này đó, ráng để mà lo trở về nội tâm lo tu. Chứ còn Đức Thầy đã nói trước hết được của chưa, thì ở trong cái con giáp này nó như hồi nãy đồng đạo hỏi đó, trong một giáp ân cần suy tính muốn làm hiền ráng nhịn đựng tha. Đó thì bây giờ bà con tu đi đừng có sợ đói, ai mà đói đi về Kiên Giang tôi là có thể tôi vận động gạo cho anh em ăn tu. Bây giờ có thể tôi lên tôi bút và tôi cùng mở quý vị thấy là bếp cơm không động
đó, rồi giờ ở trên Bảo Hòn cũng phong đồng Chiên Lương, bây giờ cũng có bếp cơm phong đồng, mà về Kiên Giang bây giờ cũng có ba bốn bếp ở dưới nữa, mà bây giờ bà con nó sắp mở nữa. Thì bà con thấy về Kiên Giang đói không? Nếu không đói thì về tu. Bây giờ tu đang coi đời, khuyên chúng sanh niệm Phật coi đời nè, đó, coi là coi được Phật, được trời, rồi coi phép lạ của tiên, của thánh. Nó chứ còn bây giờ quý vị chạy vòng vòng hơi nên giống như con cháu tôi là không còn cắt nữa gì, không còn đồng nữa đó. Hết là phước nữa chứ thầy. Phước đó, gì đó, mình niệm Phật mới có phước. Nghe không? Bởi vì mình không tu cầu để cái củ quyền ông bà của mình giờ đã kẹt như địa ngục ai sinh. Chứ lo chạy theo cái vật chất hoài. Nghe không? Theo tiền hoài rồi có cúng cầu gì đâu. Mà Đức Thầy dạy mình là phải tu cầu. Nó phải có cái bàn thờ tu cầu cho yên nước lợi nhà, rồi củ quyền thất tổ đó diêm ra nhưng mới thoát hình lên, phải không? Mà bây giờ phải Đức Thầy chỉ mình cái chỗ là ở nhà mình cúng lại rồi mình niệm Phật, rồi là mình làm lành theo Phật. Đức Thầy dạy mình như vậy đó, thành ra như vậy thì bây giờ mình không làm theo là mình cứ lo chạy theo cái vật chất đời hoài, thấy khổ không? Khổ là do đâu? Bà con mình thấy cái rõ ràng trong cái Việt Nam mình khổ là hồi năm 2010, khổ dài tới 2015-16. Cái khổ là gì? Khổ là chạy theo tiền không. Con em mình đi mần ra Mỹ, ra Úc, ra Âu gì đó, sau khi mở cửa tự do ngoài ta về trong này ta nghỉ phép đồ này kia nọ, nó 6 tháng mà đổi tiền ra ra còn dư, làm cho con em mình nó mê chạy theo ăn chơi nó. Thành ra từ chỗ đó rồi ra là nó mất đi cái gốc thiện căn, nó mất đi cái gốc ông bà, nó mất đi cái gốc đạo đó. Cho nên nó là Đức Thầy dạy cũng có câu, vì thấy coi tôi thấy đó rõ ràng này, có câu nào là vì Đức Thầy cho biết đó, sau này đó là con em mình đó là nó không nghe lời mẹ lời cha ông bà gì đó, mà Đức Thầy nói rồi là Đức Thầy giải luôn cho mình rồi, mình có học cái mình biết ra, nó chê mình. Nên là quý vị thấy trong mấy năm đó coi, người xưa nó lại khinh chê ông cha hủ bại mới u mê hơn mình, thấy không? Tự do trai gái kết tình đó, thì quý vị thấy hồi năm 16, 17, 18, 3 năm đó thôi cứ gả nhau là nam nữ gì cứ với ông bà, hình như giống như là chứ không giống tay đất đó, thấy không? Nên ra rồi nhiễm trơn trời rồi, cho nên tới Covid 19 là chẳng đứng lại, bỏ gốc trơn được, ai cũng có lại gì đâu, phải không? Cho nên là tuổi trẻ ăn học cao lên đó, về cho ông bà cái gì điện thoại thôi, có biết xài gì đâu. Từ dưới đó rồi nó chê, mà không có tiền gì đâu, xè tay xin nó không à, thấy không? Cho nên Đức Thầy biết trước, cho nên Đức Thầy mới nghĩa là giấy cho mình là câu đó mình biết, chứ đừng không đóng xuống cũng không biết nữa. Rõ ràng không? Rồi nó lên nam nữ biết ở đâu biết, rồi nó tự do có tiền cái cứ gãi về, cái nó nói bà má bữa đó vậy đó, cái làm đám cưới bà con xét coi phải đúng gì không. Đức Thầy đó nói rõ ràng còn gì đó, nó ăn học cao lên rồi đi ra cứ gãi mà thiệt, mấy năm đó là tự do rồi, làm là chấn động trong rồi là mất gốc. Cho nên Đức Thầy thấy gì, Đức Thầy mới tay dừng tay nó hết được rồi. Bây giờ ở đây có cái giáo lý nè, rồi có trong đó là tám điều răn cấm nè. Nói cái điều thứ nhất là ta chén uống rượu rồi, mà bây giờ con em mình đó 10 đứa như 10 nam nữ đó, ông thấy rõ ràng mấy cái năm đó phải đứa nào bây giờ uống rượu đó là mấy ông can thiệp không, mà hắn nó lây truyền nhiễm luôn tới bây giờ nè, còn nữa nè, nó gặp nhau là bắt đầu rượu bia không, mà Đức Thầy đã cấm rồi đó. Mà tủ còn nhỏ không vậy đó, rồi nó uống biết rồi tới bây giờ đó còn gì không. Cho nên Đức Thầy dạy hết nghe rồi tay dừng tay, chờ đợi linh thiêng Đức Ngọc Đế mới xử phân cho chúng đó, thì giác này là Ngọc Hoàng xây chư tướng thi đăng trần thế, là Đức Thầy dừng tay đó, nó đã rõ ràng vậy trang trời chứ không còn gì nữa, thấy là bằng một cái thực tế. Nên cho nên bà con mình có nghèo nàn khổ đi bằng xa thì dù cỡ nào đi chăng nó cũng phải trở về cái nội tâm để mà lo tu, chứ bằng không là lục bảo hôm gà nó không thấy điều trời trang trời được quá khổ rồi. Rồi bây giờ đây là tới đây nè nha, cái mùa này đó là cái mùa thu, rồi sang qua mùa đông đây là coi chừng khổ hơn nữa, vì nó còn mấy tháng nữa mới hết cái chu kỳ là trong cái năm mẹo này, mà năm dần nhiều chỗ bơ vơ, bước qua năm mẹo này là như tơ, rối cuồng đang đợi rồi bà con mình thấy coi có y gì không. Bây giờ mà ăn gì đó mới ông lên là trên Chiên Lương coi quán, bây giờ cái quán của người ta bán nào giờ ngon lành, mai về giờ nổi lên nó bán quán từ thiện mà ta làm ăn ta bán đó. Thì mình không thấy cái này mà ăn gì đâu. Rồi bây giờ công ty thì bây giờ đó mà ăn bán đồ không chạy. Nó rồi bây giờ con em phải trở về quê.
Rồi bây giờ đi biển thì xăng dầu cũng lên giá, chạy xe thì nó là xăng dầu lên giá mà ăn cũng không được, khó khăn. Cho nên nó là phải nói Đức Thầy nói là cái năm Mão này là ráng làm sao đi vượt qua, đang vô trong 40 năm vượt đó, chứ để bằng không là nó nguy hiểm lắm. Mình có đủ chứng cũng như là có cái mua cái vé vậy đó, đang mình vô đó. Mà bây giờ thấy tu chừng nào là phải không chừng nào, chứ bằng không là nguy hiểm. Chứ trận này đó ông cho biết cái châu Âu châu Á này đó là dữ dội rồi, bởi vì khi mà giặc nó quấn tới rồi là Âu Á này lung tung nhuộm máu đầu, máu đầu khắp nước khổ vô cùng, Nam Việt dân tình mãi thung dung, chẳng lo tu tỉnh cầu Phật thánh, rồi để nước tới chân mới nhảy đùng, nhảy đùng ắt phải lọt ở ngoài sau, chẳng gặp xuồng ghe chứng mới rầu, làm sao lo liệu tu cho kịp. Thì bập bẹ Nam Mô cũng nhau cầu, thấy không? Mà bây giờ nó không tu rồi đợi nước tới chân mới nhảy cái rầm xuống rồi cái đâu niệm Phật cũng như niệm chơi chứ chứ hơi cũng chết à, phải không? Cũng như mình giờ không tu nữa đau làm sao lợi nhà thương, phải về chứ tu, phải không? Đó là đợi nó tôi cấm nổ phải về chứ tu, là tu hết kẹp rồi đó. Thì vậy thì hôm nay đó là chúng ta nó là của Phật A Di Đà để giết mình kỳ xã tội, nay còn một lúc, chứ đừng mình đừng cứ nghĩ rằng mình làm ác rồi đó giờ tu không kẹp, không phải vậy. Cái này là cái tha lực, cái tha lực của Phật A Di Đà, nó cho nên là kỳ xã tội nay còn một lúc, sao chẳng tu đang có hướng nhờ, là vì núi ông cấm còn chúng ta còn cu kẹp, thấy không? Chứ còn bây giờ đức vị thấy rõ ràng trong ba cái chữ E này, thứ nhất là cái thân của chúng ta đó, nghĩa là coi rồi là thân mình phải tự trị, chẳng độ xong là Phật khó rất nhiều. Rồi việc tu thân thiện tính hướng hà chừng qua đến e cho khó tránh, phải không? Nó bây giờ mình đau mình chết rồi sao tu, phải không? Nghĩa là mình chết rồi sao được? Rồi đức thầy mới dí tới cái núi, nếu để chừng sấm nổ gian thinh e ba tánh ăn năn đã muộn, phải không? Ăn năn hết kịp rồi làm sao? Nên nhưng mà tới đây là làm vật chất nha, cái câu này là cái câu mà đức thầy đã giải bài luôn cho mình. Ông nói nhưng ngặt nổi khang dầu e hết điện, rồi giác này mấy ông làm sao nè? Là giác này đức thầy mới thu ngũ hành chấn động cho cả là thế giới, nó vô nó lâm le nó quấn chừng năm mình, thấy không? Cho nên nó có nổ rồi ngày về thu ngũ hành ra trăng trời, mới có câu là nhưng ngặt nổi khang dầu e hết điện, chứ e là bất ngờ. Cho nên nó đem vũ khí tối tân này kêu vô nó quấn mình, thấy không? Nhưng ngược lại đức thầy là phạt, nên nó thu trăng trời rồi nó mới kêu trời. Trời ơi sao ó biến bay, cá kia biến lội, tại ai xe ngừng, súng sao biến nổ không chừng, chư ban thập bát ngập ngừng ngắn ngay trăng đó, thấy không? Tới chư ban mà thập bát nó vô ngập ngừng ngắn ngay trăng rồi chắc đó thôi, cái người tu mình thấy không là nó quý lắm. Bây sau này người tu gì có bá động, ai ai cũng quý cũng trông cũng nhìn, thấy không? Bởi vì không có chết trên đời, còn người ta ăn đang có tu là thôi ta chết thì bị cái nạn nguyên tử nè, còn mình người đạo là thôi cái này là đức thầy thu ngũ hành đang là đạo, là bắt đầu mình hưởng. Nó thành ra là ở ngoài nó vô nó mới cống cho mình rồi này kia nọ, sau này Việt Nam mình là như thế cái đầu vậy đó, nước ngoài nó cống cho mình nó hưởng như vậy. Cho nên thầy đã nói trước rồi, ai tin thầy thì bây giờ về phải lập tức tu liền, chứ không có nói đợi ngày mới ngày mốt gì đó, vì đời cũng mà tu cho nó gấp mấy là kịp thầy. Thì bây giờ mấy ông thấy cái clip này là được chưa ngang, chứ giờ nó hàng tiếng mà nó thì bây giờ đó bà con của mình ráng ăn, dù có đi phương xa quê hương mà ăn gì đó mà lỡ có thất bại gì đó, xem clip này nè mấy ông về nghe chi ăn gặp hai Dũng chấp chết kiếm chỗ tu, gạo tôi lo cho ăn tu đó, bà con có đồng ý thì về ngang, chứ nguy hiểm lắm á, chứ thời kỳ này là nó mỏng lắm rồi đó. Đang, nó mỏng lắm rồi đó. Bây giờ chia sẻ gì nữa giờ cũng trên chứ nửa tiếng hả? Dạ. À, nửa tiếng đồng hồ. Nói gì thì bà con mình thấy là cho kỹ nghe nè, Kiên Giang giờ đó tôi ngồi đây là nước nó lên rồi là không biết sao nữa quý vị. Là cái này là khó chịu lắm rồi đó nghe. Thôi bây giờ vậy thì trước khi hai Dũng mà chia sẻ chứ gì bây giờ trên chứ cũng 30 phút thì không biết nói sâu hơn những cái công tận tình của quý vị là quay Facebook này thì chia sẻ bà con có coi clip này để nghe, thì hay Dũng không quên nguyện trầm an tam bảo và mười phương chư Phật và quê linh tổ thầy và quan thượng đẳng đại thần chư quan cụ thần chư vị sơ thần chư vị năm non bảy núi cảm ứng chứng minh cho toàn thể quý vị được thường tâm an lạc và sáng suốt tu hành tinh tấn cho đến ngày thành công đắc quả. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô A Di Đà Phật.